Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời người được cho là đã tổ chức chuyến bay của phi công Kiev qua tiền tuyến nói rằng một phi công quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine đã đến Nga hôm 18 tháng 11. Kênh Telegram của Nga theo dõi tình hình cho biết phi công Ukraine được đề cập là một quân nhân đang tại ngũ, giữ cấp bậc sĩ quan cao cấp trong lực lượng Kiev. Alexei Voevoda, phi công trực thăng tấn công quân sự Nga, người tổ chức chuyến bay cho phi công Ukraine qua tiền tuyến, nói với TASS. Phi công của lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang ở Nga và đang được cơ quan an ninh liên bang phỏng vấn. Một số kênh Telegram của Nga cho hay, cuộc phỏng vấn với phi công Ukraine có thể sẽ sớm được công bố. Hiện danh tính và cấp bậc của người này vẫn chưa được công khai. Còn theo Voevoda, phi công người Ukraine là chỉ huy chuyến bay ở Ukraine. Trong khi đó, ông Danil Bednosov, Thứ trưởng Thông tin tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết phi công Ukraine đào tẩu đã giúp đỡ các lực lượng Moscow kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Thông tin trên được công bố giữa lúc cuộc phản công của Ukraine từ đầu tháng 6 cho tới nay vẫn chưa tạo ra bất kỳ sự đột phá nào trên tiền tuyến. Phía Kiev còn phải hứng chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ và thiết bị quân sự. Chia sẻ với tờ The Economist vào đầu tháng 11, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valery Zaluzhny nhận định xung đột giữa Nga-Ukraine đã đi đến bế tắc. Tuy nhiên, Nga có lợi thế hơn nhờ nguồn nhân lực và thiết bị dồi dào. Các quan chức Mỹ ngày càng ủng hộ đề xuất rằng chính quyền Palestine, gọi tắt là PA, nên quản lý giải Gaza sau khi Israel đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas, nhóm đang kiểm soát lãnh thổ này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng đề xuất này có thể không thực tế và quá sớm trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang tuần thứ bảy. Theo ông Osama Khalil, giáo sư lịch sử tại Đại học Syracuse của Mỹ, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi hỗ trợ Israel. Cho đến nay, ít nhất 11.500 người Palestine đã thiệt mạng và các chuyên gia Liên Hợp Quốc cảnh báo về thảm họa nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza. Ông Khalil nhận định rằng đề xuất PA quản lý Gaza hoàn toàn là đề xuất dành cho cử tri Mỹ và Mỹ không có ý chí chính trị để Israel phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi sắp bước vào năm bầu cử tổng thống. Ông cho rằng Mỹ hoàn toàn thiếu những ý tưởng mới, dẫn đến Mỹ không có chính sách tránh giải quyết xung đột mà tập trung vào quản lý xung đột. Cả Mỹ và Israel đều loại trừ khả năng đàm phán với Hamas về mặt chính trị sau cuộc chiến hiện nay. Trong khi đó, chính quyền Palestine do Tổ chức Giải phóng Palestine, gọi tắt là PLO, và phong trào chính trị Fatah kiểm soát được thành lập từ năm 1994 theo Hiệp định Oslo. Hiệp định này có mục đích chuyển các vùng lãnh thổ Palestine từ kiểm soát quân sự của Israel sang lãnh đạo dân sự. Theo hiệp định này, cuối cùng sẽ thành lập một nhà nước Palestine, nhưng tiến trình hòa bình chưa bao giờ dẫn đến giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong thập kỷ tiếp theo, PA tiếp tục tự quản hạn chế ở bờ Tây và Gaza, cùng tồn tại với sự chiếm đóng của Israel. Israel gần như có toàn quyền kiểm soát các vấn đề an ninh ở vùng lãnh thổ Palestine. Năm 2005, Israel đơn phương rút lực lượng quân sự và dỡ bỏ các khu định cư ở Gaza, nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát việc di chuyển ra vào vùng đất này. Một năm sau, phong trào Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp của Palestine, một đòn giáng mạnh vào PA. Khi Hamas cam kết đấu tranh vũ trang chống Israel, còn Fatah bám sát tiến trình hòa bình, hai bên đã không thể dung hòa được những khác biệt. Trong khi đó, Hamas phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng và giao tranh nổ ra giữa nhóm này và PA. Năm 2007, Hamas tiếp quản Gaza và duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ này từ đó. Về phần mình, PA vẫn ở bờ Tây khi Israel tiến hành mở rộng khu định cư ở đó. Rạn nứt đã chia rẽ phong trào dân tộc Palestine. Nhiều nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách bằng các thỏa thuận hòa giải đã thất bại. Khi tiến trình hòa bình bị đóng băng, Israel đã phong tỏa giải Gaza trong khi tiếp tục củng cố chiếm đóng quân sự ở bờ Tây với sự hỗ trợ của Mỹ. Với giả định rằng Hamas sẽ bị tiêu diệt khi cuộc tấn công hiện tại của Israel kết thúc, Mỹ đang muốn PA quản lý Gaza một lần nữa. Trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, Gaza và bờ Tây cần được thống nhất dưới một cơ cấu quản lý duy nhất, đó là một chính quyền Palestine có thêm sức sống mới, trong quá trình tất cả đều hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Tổng thống Mỹ khẳng định,
giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất đảm bảo an ninh lâu dài cho cả người Israel và người Palestine, đồng thời nhấn mạnh cuộc khủng hoảng hiện nay khiến điều này càng trở nên cấp thiết hơn. Ông Biden cũng nêu rõ, không được dùng vũ lực buộc người Palestine rời Gaza, không được tái chiếm, bao vây hay phong tỏa, cũng như không được thu hẹp vùng lãnh thổ này. Trước đó, trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Cận Đông, Barbara Leaf đã nói với các nhà lập pháp vào tuần trước rằng PA là chính quyền Palestine duy nhất hình thành từ Hiệp định Oslo. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng gợi ý rằng PA cuối cùng sẽ tiếp quản Gaza. Hồi đầu tháng này, ông nói rằng một nền hòa bình lâu dài phải có người Palestine lãnh đạo và Gaza thống nhất với bờ Tây dưới sự quản lý của chính quyền Palestine. Tổng thống Biden và các trợ lý cũng đã nói về việc khôi phục giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột hiện nay. Tuy nhiên, ông Khalil Jassan, giám đốc điều hành trung tâm Arab Washington DC cho rằng, chừng nào Mỹ không kêu gọi ngừng bắn thì nói về những gì xảy ra sau chiến tranh là lãng phí thời gian. Ông nói thêm rằng, người Palestine nên có một chính quyền ở bờ Tây và Gaza, nhưng sau khi ngừng bắn và bầu cử dân chủ. Ông Jassan nói với Al Jazeera rằng đưa chính quyền Palestine vốn hoạt động không hiệu quả ở bờ Tây tới Gaza, nơi đổ nát hoàn toàn, là công thức dẫn đến thảm họa. Cuộc bắn phá của Israel đã làm hư hại gần một nửa số tòa nhà dân cư trên lãnh thổ Gaza. Cùng quan điểm, ông Khalil nói, Israel không có ý định đồng ý thành lập một nhà nước Palestine. Và cuối cùng, PA không thể quay lại sau khi xe tăng của Israel rời đi và nói với người dân rằng họ là chính quyền mới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần như bác bỏ những khẳng định của đồng minh Mỹ, nói rằng Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza. Ông nói với NBC News tuần trước, Gaza phải được phi quân sự hóa và Gaza phải được phi cực đoan hóa. Và tôi nghĩ cho đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ lực lượng Palestine nào, kể cả chính quyền Palestine có thể làm được điều đó. Theo ông Jassan, khó có khả năng Mỹ sẽ gây áp lực mạnh với Israel để hướng tới một giải pháp rộng hơn cho cuộc xung đột. Còn theo ông Khalil, Mỹ không nghiêm túc trong việc giải quyết xung đột. Ông cho rằng Mỹ đang đưa ra ý tưởng về việc PA quay lại Gaza để xoa dịu bất đồng quan điểm trong nước về vấn đề phương Tây hỗ trợ Israel. Ông Khalil nhận định rằng thảo luận về việc quản lý Gaza trong tương lai cũng giúp cho người Israel có thêm thời gian để giành chiến thắng trước Hamas ở Gaza. Hiện nay, sau hơn 40 ngày ném bom không ngừng, Israel vẫn còn xa mới vô hiệu hóa được Hamas. Nhóm Hamas vẫn tiếp tục tấn công binh sĩ Israel. Lực lượng Israel cũng chưa giải thoát được những người bị Hamas bắt giữ làm con tin từ ngày 7 tháng 10. Israel cũng chưa tiêu diệt được các nhà lãnh đạo chính trị hoặc quân sự cấp cao của nhóm Hamas. Tuy nhiên, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas vẫn bày tỏ sẵn sàng đưa PA trở lại Gaza, nhưng chỉ trong khuôn khổ của giải pháp rộng lớn hơn. Nhưng đối với một số nhà phân tích, những điểm yếu của PA ở bờ Tây khiến PA gặp khó khăn khi bắt đầu lãnh đạo phong trào dân tộc Palestine. Ngày 19 tháng 11, viết trên trang mạng xã hội X, WHO nêu rõ, trong 24 đến 72 giờ tới, trong khi chờ các bên tham gia xung đột, bảo đảm việc đi lại an toàn, lực lượng bổ sung đang được bố trí để vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân từ Bệnh viện Al-Shifa đến khu phức hợp y tế Nasser và Bệnh viện Gaza châu Âu, phía nam giải Gaza. Tuy nhiên, WHO cũng nhấn mạnh rằng hiện những bệnh viện này đã quá tải và hoạt động hết công suất. Do đó, các bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Al-Shifa có thể gây thêm áp lực cho nhân viên và nguồn lực y tế ở các cơ sở này. Theo WHO, hiện còn 291 bệnh nhân và 25 nhân viên y tế đang ở bên trong Bệnh viện Al-Shifa, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ngoài ra có 2 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, song không có máy thở và 22 bệnh nhân cần chạy thận đang trong tình cảnh thiếu máy móc và thiết bị điều trị. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, đã thông báo đã cho phép một số người sơ tán khỏi Bệnh viện Shifa ở dải Gaza, và nhân viên y tế sẽ ở lại cơ sở này để hỗ trợ những bệnh nhân không thể sơ tán. Đăng trên Telegram, IDF tuyên bố, IDF đã làm theo yêu cầu của Giám đốc Bệnh viện Shifa, qua đó cho phép thêm những người dân Gaza đang ở trong bệnh viện và muốn sơ tán có thể di rời thông qua tuyến đường an toàn. IDF cũng bác bỏ việc lực lượng này ra lệnh sơ tán khỏi Bệnh viện Shifa trong vòng 1 giờ. Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại Diễn đàn An ninh Manama đang tổ chức ở Bahrain, Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống UAE, ông Anwar Gagash, bày tỏ quan ngại về tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về sự hiện diện lâu dài tại Gaza. Ông Gagash nhấn mạnh,
Chúng tôi hiện nghe được thông tin từ Thủ tướng Israel và cả Tổng thống Israel về việc nước này có ý định hiện diện lâu dài ở Gaza. Tuyên bố này rất đáng lo ngại. Điều đó càng khẳng định, có lẽ bài học mà chúng ta rút ra từ khủng hoảng Gaza đó là cần phải quay trở lại giải pháp hai nhà nước. Chúng ta cần quay lại thời kỳ nhà nước Israel và Palestine chung sống cùng nhau. Ở một diễn biến khác, kênh truyền hình N12 của Israel dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông tiếng Ả Rập đưa tin. Hamas vừa thông báo về cái chết của một trong những quan chức cấp cao nhất trong bộ chính trị của phong trào này. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Palestine Ahmed Bar sáng ngày 18 tháng 11 đã được xác nhận tử vong vì bị thương nặng sau các vụ không kích của Israel vào dải Gaza.